Rồi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu home chấm lương cỡ ống 76 nha các bạn. Tại cái mẫu ống này thì cũng có nhiều bạn hỏi mình, thì bữa nay mình sẵn tiện thì mình làm một mớ để cho anh em nào có cần thì mình sử dụng nha các bạn. Thì cái home chấm 76 như các bạn thấy trên clip ha. Đó, này là được làm hoàn thiện bằng tre gai dài nha các bạn, cho nên độ bền của nó rất là tốt. Rồi thì cái này là sử dụng riêng cho ống 76 ha bạn. Thì tại vì mình trước đây mình cũng có nhiều cái cỡ trúng rồi, 60, 90, 42, 48 đầy đủ hết rồi nhớ. Mà thấy không? Này là mình đặt lọt lòng nha các bạn, lưu ý là lọt lòng ống 76 nha. Đó, lọt lòng xong rồi mình sẽ khoan hai cái lỗ để mình chọt cái nêm qua. Đó, cái dạng cái ống trúng, cái dạng cái hông trúng này là như vậy ha bạn ha. Tại cái hông trúng nó cũng có nhiều dạng lắm. Dạng như là cái đoạn chọt nêm như cái hôm này ha, hoặc là nữa là các bạn không có chọt nêm thì các bạn hơi cho cái ống nó nở ra, xong rồi cái bạn chèn ở vô là cái dạng của cái hôm kia, cái hôm mà như các bạn thấy trên cái màn hình á, chứ không mà á, thì mình có cung cấp rất là nhiều cái mẫu hôm luôn để anh em thấy cái hôm nào phù hợp thì mình sử dụng nha. Thì cái hôm 76 này trường hợp này nó hiếm các bạn, bình thường cái cỡ này nó không có phổ biến. Nó phổ biến là cái cỡ 60 và cái cỡ 90 là mình có luôn, nhưng mình sẽ không có đề cập trên cái clip này nha. Đó. Rồi 42, 48, 34 đầy đủ hết. Chỉ có anh nội này là hiếm nè. Rồi lâu lâu mới có một vài anh em hỏi thôi. Ừ. Thì sẵn tiện thì cái hôm này đặt rất là khó nha các bạn. Nếu mà đúng cái cỡ tiêu chuẩn của nó thì người ta làm nhanh. Còn cái cỡ này tự nhiên cái nó lọt chọt cho nên nó cũng khó, nó không có người nhận làm. Cái mẫu hôm này, nếu mà cái mẫu hôm 60 thì giá nó có 15.000 à. Nó nhưng mà cái mẫu 76 này là nó bằng luôn cái mẫu hôm 90 nha các bạn, 20.000 một cái. Đó. Thì bằng luôn cái mẫu 90 ha bạn ha, 20.000 một cái thì cứ 30 cái là mình sẽ bao ship cho các bạn luôn. Đó. Các bạn cứ coi kỹ ha, một hồi mình sẽ chụp hình chi tiết rồi nhìn cho các bạn xem luôn, rồi mình up lên cái bài viết của mình. Rồi còn cái nan của cái hôm trứng này nó mềm nha các bạn, nó nhẹ đủ để cho con lươn nó vùi vô nha, nó không có cứng. Bởi vì nó cứng vô con lươn nó đau mình là nó sẽ không có vô nhiều. Đó, cái này là bao các bạn là cực kỳ là chạy lương luôn nè. Ừ. Thì nó cũng giống như mấy cái mẫu hôm 90, 60 thì mình đã có giới thiệu với các bạn lúc trước thôi ha bạn ha, không có gì khác hết. Cái này về chiều dài của nó là như đây ta, chiều dài của nó là 21 phân ha bạn ha. Đó, đầy đủ luôn. Rồi thì các bạn nào mà đặt trúng lương á, thì cái bài mồi nó cũng đơn giản lắm các bạn ha. Nếu mà các bạn kiếm được trùng á, là con dung á, thì các bạn cứ băm nhỏ ra xong mình trộn với đất, mình cho duyên lại rồi mình cho vào cái trúng mình đi đặt, cái bài mồi đó là nhẹ nhất. Rồi không thì các bạn cứ trường hợp mà mình không có kiếm được con trùng hoặc là con dung đó nha các bạn, thì các bạn sử dụng cua ốc, các bạn đâm ra xong rồi các bạn trộn với tỏi phi, ngũ vị hương ha, mỡ heo hoặc là mỡ trăng, nó cái bài mồi đó cũng ok. Còn không thì cứ cá phi á, như mình nói các bạn lúc trước có 10 phần, các bạn luộc chín cỡ chừng 8 phần thôi, xong rồi mình cũng đâm nhỏ, đâm nhuyễn ra trong rồi trộn với con trộn với bùn á, rồi mình mang đi đặt cũng nhạy lắm ha bạn ha. Rồi cứ cua cá con lương thì mình cứ vậy thôi, vòng vòng thôi, cua cá ốc trùng, cái này mọi đó mình đã qua đảo lại, có điều kiện thì trộn thêm chút ngũ vị hương, dầu chuối cho nó nhạy ha bạn ha. Rồi thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này luôn nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình nha mấy bạn.